Nguyên liệu ngày hôm nay Biển Xanh chuẩn bị gồm đó là thịt heo ba rọi. Biển Xanh chuẩn bị ở đây là 1 ký và các gia vị để chúng ta nêm nếm và tẩm ướp. Món này gọi là món thịt ba rọi chiên nước mắm cho cả nhà cùng ăn. Chúng ta chuẩn bị gồm đó là bột nghệ, bột ngũ vị hương, một nửa bịch sữa tươi và những cái gia vị của nhà bếp như là hành, tỏi, ớt và hạt tiêu, nước mắm, nước tương các bạn nhé. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ cho những cái gia vị này vào, mình giã nhuyễn ra để chúng ta bắt đầu tẩm ướp và mình làm món thịt heo rang nước mắm hay còn gọi là chiên giòn. Hành tươi, hành tím, tỏi và một ít hạt tiêu chúng ta cho vào giã nhuyễn cho nó thơm. Chúng ta cho vào giã cùng gồm có bột nghệ, mình cho vào là nửa muỗng bột nghệ các bạn nhé. Bột ngũ vị hương chúng ta cũng cho vào khoảng là nửa muỗng. Tiếp theo thì mình cho vào khoảng là 4 muỗng đường. Các gia vị này thì Biển Xanh sẽ đem giã nhuyễn ra để chúng ta chuẩn bị tẩm ướp. Và cái món này thì mình không nên ướp lâu, mình chỉ ướp khoảng 5 phút thôi là chúng ta cho lên rang. Ăn với cơm trắng thì rất là ngon. Sau khi những cái gia vị mà mình đã giã nhuyễn ra thì bây giờ Biển Xanh đã sẽ bắt đầu đi cho vào thịt để chúng ta ướp các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây thêm là nửa muỗng bột ngọt. Nửa muỗng muối. Nửa muỗng hạt nêm. Tiếp theo chúng ta cho vào một nửa muỗng nước mắm ngon. Nước tương cho vào là nửa muỗng. Cái này chú ý mình không nên là ướp lâu thì miếng thịt nó sẽ bị dai. Cho nên chúng ta ướp khoảng chừng 5 phút là mình có thể là cho lên rang rồi. Tiếp theo nữa thì mình cho vào đó là nửa chén sữa tươi.
Và bây giờ thì mình sẽ bắc chảo lên bếp và bắt đầu rang các bạn. Và bây giờ sau khi mà mình đã chờ ướp gia vị vào thịt khoảng 5 phút thì mình bắt đầu bắc chảo lên bếp để nóng chảo và đổ dầu vào để chúng ta chuẩn bị chiên các bạn nhé. Mình sẽ để cho chảo nóng và bắt đầu rang thịt. Mở lửa nhỏ liu liu cho các bạn để tránh thịt nó bị khét cháy ở ngoài mà bên trong vẫn chưa chín. Là hơn 1 ký thịt cho nên khá là nhiều. Mình bỏ vào và mình bắt đầu dở cho thịt nó săn. Mình sẽ đậy nắp lại khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ mở ra và dở mặt còn lại. Và bây giờ sau khi chúng ta chiên được khoảng là 5 đến 7 phút thì mình bắt đầu là mở vung nắp chảo ra và chúng ta dở mặt còn lại. Một mặt cũng đã khá là vàng và mùi thơm dậy lên từ sữa và các gia vị. Rất là thơm các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cho cái phần nước ướp lúc nãy mà mình ướp vào các bạn. Rồi, và chúng ta lại tiếp tục đậy nắp 7 phút để cho mặt còn lại nó sẽ chín và mềm, mùi thơm đã bắt đầu tỏa ra từ miếng thịt rất là ngon. Rồi, và sau một thời gian chiên 7 phút mình đã lật mặt sau còn lại thì nó đã rất là vàng, thơm, ngon, rất là dậy mùi và miếng thịt đã khá là mềm rồi các bạn nhé.
Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần gắp ra đĩa và chúng mình thái nhỏ ra miếng nhỏ thì sẽ rất là vừa ăn với cơm trắng. Đây, miếng thịt nó rất là mềm. Do chúng ta ướp có sữa cho nên là cái miếng thịt nó rất là dậy mùi thơm. Và bây giờ thì biển xanh sẽ gắp ra dĩa để cắt thành miếng nhỏ và chúng ta thưởng thức với cơm trắng. Vậy là món sườn, cái này gọi là món ba rọi các bạn. Thịt heo ba rọi, ram nước mắm của mình đã xong rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ gắp thịt ra đĩa và thái nhỏ, cắt miếng vừa ăn.